Mọi người hay hỏi Nghi Thảo một câu hỏi lặp đi lặp lại khá là nhiều lần, đó là dùng loại máy hơ nào để bền, hay là nên mua loại máy hơ nào, hay là nên dùng máy hơ nào để sơn gel được bền, hoặc là mua dòng máy hơ nào thì ngon, bổ rẻ, vân vân, rất nhiều câu hỏi liên quan đến máy hơ. Nhưng mà việc mọi người phải hiểu bản chất là khi chúng ta sơn gel thì việc độ bền của sơn gel đấy nói riêng và các kỹ thuật nail nói chung thì về kỹ thuật nó quyết định tới 70%. Còn đối với các dụng cụ nó sẽ có tác dụng phụ trợ, nó sẽ hỗ trợ chúng ta trong khoảng 30% đối với cái việc là quyết định hiệu quả của cái sản phẩm của chúng ta. Vì vậy nên là yếu tố quan trọng nhất cần được ưu tiên đấy chính là kỹ thuật, sau đấy thì chúng ta sẽ ưu tiên đến dụng cụ. Và để làm sao giúp cho mọi người lựa chọn được các dòng máy hơ phù hợp với chính bản thân mình thì Thảo sẽ chia sẻ với mọi người về một vài loại máy hơ và ưu nhược điểm của dòng máy hơ đó, để xem là mọi người nên mua loại máy hơ nào thì phù hợp với bản thân mình. Nào, và chúng ta sẽ khởi động với dòng máy hơ đầu tiên là máy hơ mini. Trước mặt mọi người đang thấy đây là giá hai cái em máy hơ tiêu biểu của dòng máy hơ mini. Khi mà nhìn vào hai cái loại máy hơ này, mọi người cảm nghĩ gì? Có phải là nhìn thấy nó rất đáng yêu không ạ? Nếu mọi người thấy nó đáng yêu hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Thật sự thì dòng máy hơ mini này rất đáng yêu. Ưu điểm của dòng máy hơ này, một là đáng yêu, thứ hai là giá rẻ. Mọi người có thể thấy là các dòng máy hơ khác mình có thể tốn tiền trăm, tiền triệu để mua, nhưng hai em máy hơ này chỉ cần 100 ngàn thôi, chúng ta sẽ mua được cả hai máy hơ và còn dư tiền đó mọi người. Thì dòng máy hơ mà như thế này thì có đặc điểm gì với ưu điểm đó? Thì về đặc điểm của máy hơ thì diện tích của nó khá hẹp. Ví dụ như cái máy hơ này thì có thể hơ được 4 ngón tay, nhưng mà máy hơ này thì chỉ hơ được 1 hoặc 2 ngón tay thôi, tức là diện tích hơ hẹp. Và thứ hai là ít đèn hơ, vì vậy nên công suất sẽ thấp. Vậy thì với cái loại máy hơ này chúng ta sẽ sử dụng để làm gì? Mọi người có thể mua về đối với các bạn mà thích. Mình là con gái đúng không ạ? Thường thì sẽ đam mê làm móng cho bản thân mình đấy. Và chúng ta có thể mua dòng máy hơ này về để chúng ta tự làm cho vui này, hoặc là làm cho bản thân mình, hoặc cho người quen, người thân. Như vậy là mục đích dùng chung của máy hơ này là dùng cá nhân thôi mọi người nhé. Thì cách sử dụng này, Thảo sẽ chia sẻ với mọi người cách sử dụng luôn, là nó sẽ có một cái dây sạc như thế này. Đó, dây sạc này không có củ nha mọi người phải tìm cái ổ cắm điện nó có cái phần vừa với cái phần dây sạc này. Mọi người sẽ cắm lại. Các máy hơ này thì không phải cảm ứng đâu, mà nó sẽ thuộc dạng bấm, nên mọi người không có trông chờ nhiều việc chúng ta hơ tay và nó sẽ sáng nhá. Mình phải bấm. Đó, thì nó sẽ sáng lên. Máy hơ này cũng vậy, chúng ta phải bấm. Máy hơ này thì thuộc dạng giống quả trứng, còn máy hơ này thì giống như là con rùa vậy. Nói chung là ưu điểm lớn nhất là đáng yêu. Đó. Còn bảo là có dùng được hay không thì chắc chắn sẽ dùng được. Nhưng mà với cái hạn chế về công suất thấp và máy hơ có cái diện tích hẹp thì mọi người nhớ là chỉ có sử dụng nó với cái việc mình hơ đèn sẽ mất rất nhiều thời gian đấy ạ. Ví dụ bình thường máy hơ kia mình chỉ cần hơ 60 giây, máy hơ này mình có thể hơ đến 1 phút, 2 phút, hay máy hơ này mình có thể hơ đến 2 phút đấy. Rồi. Tiếp theo là dòng máy hơ thứ hai. Dòng máy hơ thứ hai ở đây là dòng máy hơ săn mọi người nhé. Nhưng mà đây là dòng săn 5 Plus loại thường. Thì máy hơ này nó có một vài đặc điểm như sau. Một là máy hơ có tuổi thọ theo như nhà sản xuất thông báo là khoảng 20.000 giờ. Với cả đặc điểm chung của máy hơ này là nó sẽ có công suất là 48W, có số đèn hơ là 24 đèn. Và ngoài ra thì cái khung của nó cũng khá là rộng, mình có thể đúc vào hai tay để hơ đèn ở đây. Đó, nhưng mình không phải hơ xòe ra đâu mọi người nhé. Không phải hơ xòe lên này vào máy hơ, mà mọi người nên khép tay vào và để sát nhau thì ta mới có thể hơ được. Thì với cái đặc điểm của máy hơ này thì ưu điểm của nó là có thể hơ được hai tay vào một lúc, và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho khách và có thể là tự làm cá nhân cũng được, hoặc mua về để làm cho khách cũng được, tức là mình có thể làm nghề chuyên nghiệp rồi đó. Thế nhưng mà hạn chế của nó là về cái số lượng đèn hơ, vì số lượng đèn hơ là 24 đèn thôi nên là cái thời gian hơ đèn của nó sẽ không có được nhanh như các loại máy mà có nhiều đèn hơ hơn, nên là chúng ta sẽ cần hơ lâu hơn, kỹ hơn để cho bộ sơn gel được bền. Và trong trường hợp mà khách hàng của chúng ta bị gấp chẳng hạn, bị vội, thì nếu như mà mình hơ thời gian không đủ bằng cái máy hơ này thì nó sẽ dẫn tới việc là sơn gel của chúng ta sẽ bị giảm độ bền. Và cái thứ hai nữa là về tuổi thọ của nó, thì tuổi thọ của dòng máy hơ này thì nó sẽ như Thảo vừa nói là sẽ khoảng 20.000 giờ. Thì mọi người có thể thử tính một chút nhé, chúng ta làm một phép tính. Đây, vừa xem máy hơ và chúng ta lại còn vừa có học tính như này. Chúng ta sẽ làm một bài toán là một cái máy hơ có công suất là 20.000 giờ thì chúng ta sử dụng nó sẽ mất khoảng bao nhiêu lâu thời gian thì nó sẽ gọi là hết hạn sử dụng của máy hơ này. Thì mọi người lưu ý là với số lượng, với cái tuổi thọ là 20.000 giờ, thì ví dụ như một người A sử dụng máy hơ, nếu như người đó sử dụng 4
giờ một ngày, còn người B sử dụng máy hơ đến 8 tiếng một ngày, thì cái tuổi thọ của máy của người A ấy thì nó sẽ kéo dài hơn so với người B, mọi người lưu ý nhé. Nên là khi hỏi tuổi thọ của một cái sản phẩm máy hơ, mọi người không nên hỏi dùng được bao nhiêu tháng, mà tuổi thọ của nó phụ thuộc theo cái thời gian dùng của mọi người. Còn mọi người nên hỏi số giờ, tổng số giờ mà nhà sản xuất đưa ra. Thì ở đây nhé, mình sẽ tính như sau ạ. Mọi người sẽ lấy 20.000 giờ nhé, một phép tính nhỏ thôi, 20.000 giờ. Mọi người chia cho, ví dụ như máy hơ này dùng 6 tiếng một ngày đi, chia cho 6 giờ. Hơ, máy này với cái thời gian tuổi thọ là 4,6, tức là khoảng 4 tháng rưỡi. Nhưng mà 4 tháng rưỡi xong ấy thì mọi người ạ, thì 4 tháng rưỡi xong thì chúng ta không có, máy hơ này không có bị hỏng luôn, như kiểu là nó bị tắt hết tất cả các đèn đâu, mà nó chỉ hỏng 1 đến 2 cái đèn và nó vẫn sáng. Nhưng lúc này hơ đèn nó không còn được khô nhanh, sơn gel như mọi khi lúc trước, những tháng trước chúng ta dùng nữa, và thậm chí rằng nó có thể là không có khô được đâu mọi người. Đó, thì dòng máy hơ này có giá trên thị trường khoảng 300.000. Thảo chỉ nói về khoảng thôi nhé, tại vì Thảo không có biết rõ về đến tiền ngàn, tại vì có nhiều nơi với các mức chi phí khác nhau. Nhưng mà máy hơ này khoảng 300.000 này chúng ta nên mua. Vì vậy tóm lại là vừa có thể mua để làm cho khách, vừa có thể mua làm cho mình, nhưng mà hãy lưu ý đến cái hạn chế mà Thảo vừa nói nhé. Ok, và cuối cùng là dòng máy hơ thứ ba ở đây, thứ tư ở đây, là chúng ta có một em máy hơ cũng là của dòng Sun. Tại vì dòng Sun thông thường thì là một cái dòng máy hơ mà đã là bền nhất rồi. Và dòng Sun này thì đây là cũng là Sun 5 Plus, nhưng mà là loại cao cấp hơn, với công suất lớn hơn và thời gian tuổi thọ lớn hơn. Thì có cái loại này thì nó thông thường nó sẽ có hai bản mọi người ạ. Một là bản Trung, thứ hai là bản tiếng Anh. Nhưng thông thường theo feedback của khách hàng mà chính Thảo thấy, thì cái dòng bản Trung ấy thì nó sẽ có độ bền hơn. Ở đây thì mọi người lưu ý này, và chúng ta sẽ có một vài đặc điểm của dòng máy hơ này, đó chính là về thời gian tuổi thọ ấy. Nếu như máy hơ này là 20.000 giờ thì máy hơ này tuổi thọ của nó khoảng 50.000 giờ, và nếu như máy hơ này là 24 đèn thì ở đây chúng ta có tới 36 đèn. Tương tự như vậy, khung máy cũng bằng nhau, chúng ta vừa có thể hơ được hai tay. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái đặc điểm đó thì sẽ có ưu nhược điểm như sau. Về ưu điểm thì đương nhiên mọi người vừa thấy là chúng ta đã có cái tuổi thọ vượt trội rồi, gấp đôi, hơn cả gấp đôi rồi. Thứ hai là về công suất, nó vẫn là công suất 48W, nhưng mà nếu nhiều đèn hơ hơn thì nó sẽ khô sơn gel một cách nhanh hơn. Chúng ta sẽ làm một bộ sơn gel mà ví dụ cùng trong thời gian 99 giây nó sẽ khô tốt hơn và đảm bảo là bộ sơn gel sẽ bền hơn. Đó, thì với cái tuổi thọ là ví dụ máy này khoảng 20.000 giờ, mình dùng 6 tiếng một ngày, thì cái thời gian nó sẽ là khoảng 4 tháng rưỡi. Thì tương tự như máy hơ này dùng nó sẽ khoảng tầm cũng là 6 tiếng, thì máy hơ này nó có thể độ bền lên tới 1 năm. Đó, thì mọi người có thể sử dụng một trong hai loại máy hơ tùy theo mọi người. Còn dòng này thì giá thành của nó là khoảng tầm 600.000. Đó là khoảng của giá này, của cái máy hơ này. Đây là một vài cái loại máy hơ mà thông dụng nhất. Ngoài ra mọi người khi mua các máy hơ khác thì mọi người cũng phải có một chút là tìm hiểu. Tại vì máy hơ thì thông thường nó sẽ không có hỏng ngay khi mua về đâu, nên là mọi người lưu ý. Và ngoài ra thì nên mua ở những nơi có bảo hành. Ngoài ra thì trên thị trường cũng có rất nhiều loại máy hơ hàng giả hoặc là hàng nhái, thì mọi người lưu ý là hãy lựa chọn kỹ hơn và hãy mua ở những nơi uy tín. Ngoài ra thì còn một điều cuối cùng Thảo vẫn muốn nhắc lại với mọi người là về từng cái yêu cầu của mình ấy, mục đích của mình khác nhau, mọi người có thể lựa chọn các dòng máy hơ khác nhau. Còn đặc biệt đối với các bạn đi học thì mọi người sẽ rất phân vân mua loại gì. Ví dụ như khi mọi người đi học mất tầm khoảng 2-3 tháng, nếu như mọi người mua dòng máy hơ này thì xác định là học xong thì chúng ta sẽ bỏ đi, chúng ta mất 300.000 đó. Còn nếu như mua máy hơ này thì chúng ta sẽ dùng từ đầu và sau khi ra nghề mình vẫn có thể dùng nó tầm khoảng gần 1 năm nữa. Đó là tùy theo mọi người. Còn theo quan điểm của Thảo thì khi mà đi học, dụng cụ là thứ bổ trợ cho chúng ta 30% mà, đúng không ạ? Khi mới vào nghề chúng ta đương nhiên là chưa có kỹ thuật nhiều, chưa có khả năng nhiều, thì nên sắm những cái sản phẩm mà ok để chúng ta học được tốt hơn. Có rất nhiều bạn sẽ nghĩ rằng mình chỉ mua một cái sản phẩm nó tạm tạm thôi, nó vừa vừa thôi, nó đều đều thôi, đúng không ạ? Mọi người thấy điều này không? Ai đang nghĩ như này? Khi mà trước khi đi học mọi người chắc chắn là có suy nghĩ này, đúng không? Nhưng mà nếu như dùng các sản phẩm đấy, mình đã là một người chưa biết nghề nhiều mà lại còn dùng những cái sản phẩm không ok, thì mọi người sẽ kéo dài thời gian học, kéo dài thời gian để mình ra nghề. Như vậy nó sẽ mất thời gian và thậm chí đôi khi mình cũng có thể nản, tại vì mình mãi mình không có làm được mà các bạn khác làm được. Loại máy hơ chúng ta nên mua loại nào và nên sử dụng loại nào đối với từng mục đích của mình. Và Thảo xin nhấn mạnh một lần nữa, về sơn gel hay máy hơ nói riêng thì phần kỹ thuật vẫn phụ thuộc 70%. Vì vậy kỹ thuật luôn là quan trọng.
Còn những cái chia sẻ của Thảo ở trong video thường là những cái chia sẻ thẳng thắn nhất, nên là kỹ thuật luôn luôn là phần quan trọng. Ví dụ như trong việc sơn gel bền phụ thuộc vào các yếu tố, ví dụ mọi người có nhặt da sạch hay không, mọi người có phao bề mặt móng kỹ hay không, mọi người có dùng sơn gel tốt hay không, vân vân, rất nhiều yếu tố khác. Và hơ đèn đủ thời gian, nó là một trong những quá trình đó, một yếu tố trong quá trình đó thôi. Nên để một bộ móng có kết quả bền thì chúng ta phải phụ thuộc theo tất cả cái quy trình của cả cái quá trình đấy, chứ không phải là chỉ mua nguyên máy hơ là chúng ta chắc chắn là sẽ sơn bộ móng đấy bền rồi, mọi người hiểu không ạ? Nên kỹ thuật luôn luôn là quan trọng. Ngoài ra thì dụng cụ cũng là một điều quan trọng thứ hai để bổ trợ chúng ta có thể làm được tốt hơn, nhanh hơn và đẹp hơn. Và cuối cùng, mọi người có các yêu cầu hay là có những thắc mắc nào về kỹ thuật hay là muốn Thảo làm ở các video sau nội dung gì, mọi người vui lòng hãy comment, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video về chia sẻ kinh nghiệm làm nail cùng Nhi Thảo. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, mọi người hãy ấn vào hình tròn phía giữa màn hình để đăng ký kênh, hoặc có thể xem ngay các video ở phía bên tay trái màn hình hoặc phía bên tay phải màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo.